Yes. Rồi, xong quân Summer. Sammy là quân giấu này. Vâng, không biết là chỉnh cái gì anh nhỉ? Anh đang muốn chỉnh cái gì? Thời gian và tài nguyên à? Thời gian và tài nguyên em chỉnh cho anh em tất ở trước cái khung quân rồi nhá, trước cái bảng quân cho anh em rồi. Không có gì, anh chưa bật F4 nên nó chưa hiện lên cái thời gian cho anh em thôi. Đấy, anh Bách bật rồi thì hiện luôn cho anh em rồi. Mọi thứ đã rất ok khi mới trước khi lát phát livestream rồi. Bông Hoa Nhi vừa ra bơm tí đồ binh mọi người. Vâng anh Trần Quyết, anh có thể nhìn xuống cái chỗ trên cái bảng quân là cái tài nguyên cũng như là cái thời gian ở đấy. Summer rồi mới min one. Quân này thì là cân thôi, hai quân này đều là có khả năng FD như nhau. Và cái việc còn min one có chuyển cùng ai áo không, có rất nhiều về việc bài phượng thế nhà thứ. Để mà quân min one chuyển cùng ai áo khỏe đẹp thì rất là khoai. Khoai cho Summer chứ khoai cho min one, khi mà Summer nó chỉ là quân bình thường thôi. Nó không phải sức phát triển quá phức phàm mà cung nó không phải là cung tuyệt. Giá mà nó là cung hit hay là cung của AC hay cung Egypt thì nó không ngán với con cung Amiwan này lắm. Thứ nhất là cung hit. Thời điểm đời 3 nó không ngán với con cung Amiwan khi nó chưa có chặt cung 2 sớm cả. Vâng, chúng ta vẫn phải quan trọng vào bài vở rất nhiều. Một bài mà Hoàng Nhi là có một bầy heal 4 đưa về nhà chính và thêm một bầy heal nữa. Tôi cần bây giờ là những con voi và bãi quả phụ. Bãi quả phụ như vậy là Hoàng Nhi đã có rồi. Con voi trong truyền thuyết của Summer nằm ở vị trí nào? Liệu anh Bách có muốn đi tìm đôi voi truyền thuyết không hay là sẽ ép đời bài heal 4 và bãi quả phụ kia? Hai heal, hai quả. Không, anh Bách vẫn đang muốn đi tìm đôi voi trong truyền thuyết của Summer Yan. Đây là thêm một bầy heal nữa, và giá mà thấy cái bầy heal này sớm một giây thôi sẽ đặt một chiếc nhân đôi được. Sẽ không phải mất tay đá bầy heal này về. Thôi đã chót đặt rồi thì đành phải ăn thôi. Tí nữa sẽ đá nó về sau. Hoặc là có thể lựa chọn phương án là mình đóng một chiếc S nữa. Vừa ăn heal vừa ăn gỗ được. Hoàn toàn thể đánh 2 S này sao cả. Có con SH đang đẩy đi dò nhà của game thủ tìm ăn thầu. Thầu thế này sẽ làm góc mấy giờ đây? Và chúng ta cần phải soi tam liên tục xem thầu là người đánh cái gì. Đánh cung hay là đánh chém. Nếu mà thầu đánh cung, chúng ta có rất nhiều bài có thể lựa chọn. Bài đánh chém lên đến sớm và cố gắng chơi được càng nhiều dân càng tốt. Sau đó sẽ chuyển sang bài đánh 1L, đánh tăng thêm cái nhà BA. Hoặc là chúng ta có thể đánh một bài mà đánh cung, cung theo kiểu cung dâng và ôm chết kiểu bản thầu, việc khi mà thầu chưa tụ được quá nhiều cung A. Và cung A cái nhược điểm của nó là nó không thể điều được bằng những con cung R được, khi độ cơ động nó không cao. Và cái việc cung A thủ nhà cực kỳ khó. Một bài mà nhìn kích đời không quá sớm, kích đời anh ơi, kích 8-28, 12-8 lên xong bài cuối 10. Không có đột biến đến từ con Summer này. Cũng là một bài 26 dân đến tiền bản thầu và thầu dò 20% thôi. Nhà thầu dân này nằm ở đâu? Khả năng nằm trên 12 giờ rất cao khi mà con dân đi xuống, con xe dò đi xuống góc 3 giờ không thấy nhà thầu. Nếu mà lên 12 giờ không thấy thì anh Bách cần phải check lại khu 3 giờ xem con xe dò nó đi qua cái vị trí gì không. Không có. Đây rồi, tìm với nhà tiền bản thầu trên góc 1 giờ. Mười một heal và quả phụ. Anh Bách trận này sẽ đánh gì? Khả năng đánh chém thôi.
20% bằng 4 thì bằng thầu. Ta quyết định xem Bách đánh gì. Cùng đánh chém BL và BM. Bài cuối 10. Bên kia với được 26 dân thì khả năng thầu đánh cung Nga rất là cao. Đang linh cảm là thầu sẽ đánh cung Nga trận này. Nếu cần thiết thì họ như thể đánh kiểu hôn mã cũng được. Nhưng mà hôn mã thì là công con miên man thì cũng hơi lâu. Thì anh Bách cũng có thêm nhiều vàng. Đánh hôn mã rất cao, nhưng mà cũng chẳng có này. Đồ ăn hoàng rất nhiều cho Hoàng Nhi ở chỗ đường với nhau thì bàn thầu. Điều này là hiệu 5. 3 vòm cũng phụ có thể ăn hoàng được. Đây là khu vực làm ăn chính của thiên bàn thầu. Ông nghĩ đặt nhầm giống Akiho. Akiho một thứ mà đặt BG để ăn heal. Đây là dân ăn vàng của thiên bàn thầu và làm tạm được một nháy trước. Do có công thôi. Và đánh nâng cấp công và nâng cấp chặt gỗ. Cần phải cắt dân ra xây thêm BA như là các nhà quân nữa ở bên mình. Vâng, diễn sức tưởng này nào, thế như đây rồi. Thêm phát hiện thêm dân nữa còn tiền bàn thầu. Thầu sẽ phải bo bế nhỏ lại khi mà thấy Hoàng Minh Nhi có giò. Lọt không, vẫn lọt vào và không vội vào. Hoàng Minh Nhi chỉ rút vào thôi. Là cho thầu đang là kích bánh xe, anh ơi, kích bánh xe chưa? Chưa ăn vàng đến từ tiền bàn thầu, liệu thầu ăn vàng ở đâu? Chưa đào vàng. Và con Minh Hoàng vẫn chưa đào vàng. Lên đen thêm bầy voi và bãi quả phụ này nữa. Bọn thầu đang muốn bo bế khung lại cái hốc của mình. Cái hốc ở trên góc 12 giờ. Hốc này là hốc có vàng và có thể ăn được vàng trong cho thầu. Một L và 4 BA đều. 3 BA đều, xin lỗi anh em, 3 BA thôi. Một cái hốc vẫn rất bất bình nhờ cái vàng, bãi vàng là cái điểm yếu của tiềm ẩn thầu. Thầu vẫn chưa ăn được quá nhiều vàng đâu. Thầu ăn được 4 dân nhưng mất con giò, không cũng được. Làm 2 dân vào, chỉ là 3 dân được 1 giò. 3 dân được 1 giò. Cung R lên thì sẽ công thẳng vào cái mặt bãi vàng thôi, chả phải công ở đâu cả. Cứ công vào vàng là thầu sẽ chết. Khi mà không có vàng thì thầu bản thầu không đánh cái gì cả. Theo em nghĩ cứ chờ bãi vàng thôi, thầu nó chưa đào nhiều vàng đâu. Tầm này chắc được tầm 40 vàng. 40 vàng thì sắp được đúng một công A là cùng. Nhưng Hoàng Nhi đang đi một tên mà sắp tới sẽ đi đến hướng 12, sát mép 12 giờ đi xuống. Còn một cung R sẽ được tách thẳng vào bãi đây rồi. Đang có vế rất gấp rút lên tiền bản thầu và lọt vào trong, chắc chắn sẽ lọt. Tôi chắc chắn lọt vào trong thì thầu khả năng sẽ resize. Và có lẽ tỷ số và cung A một đáo đã có nhưng mà số lượng chưa nhiều, lại chơi được. Và một cung A thì chưa bao cung R sợ cả. Chưa nhiều cung A thôi, đây là bãi vàng. Thầu sẽ phát ra đập lần này. Chắc sẽ đập và có cung A tiếp theo. Vâng, bà đánh con ma cung hào đã lên xong chỗ này lọt này. Tôi đã đi lên và sẽ lọt thẳng vào cuộc làm ăn chính này. Chưa tụ được quá đông cung đến tiểu bàn thầu. Và thầu không đang không ăn vàng nữa. Nhà thầu đã cơ cấu xong nhưng thầu đã không có vàng để ăn. Tiếp tục công lên cái mặt BE. Em nghĩ công vào mặt BA và cái mặt bãi vàng thôi. Dân đang hiểu được chơi. Thầu vẫn đang thủ được nhà của mình nhưng tôi nghĩ thầu đang rất yếu rồi. Cung R sẽ đứng chỉ tiểu vào vàng thôi. Và cứ tiểu vào vàng là thầu sẽ chết. Vậy em để bắt những dân này, không cho nó thoát. Hai ghe kín rồi. Có vẻ rất hay từ Hoàng Minh Nhi, cứ cầm vào vàng thôi. Chỉ có một con cung A và hai con cung A trong kia là cùng. Anh cứ bắn vào vàng thôi anh ơi. Anh tập trung để quân kìa. Cứ cầm vào vàng thôi. Và thầu sẽ đang quay ra. Bạn này cần phải ra dân được nữa, ra dân là ra ruộng tại nhà chính nữa. Còn thầu vẫn đang ra sản dân để bù lại cái dân mình đã mất lúc đầu. Đây hiệu ở dưới anh ăn không biết đã cho nó làm chưa. Mà có dân nào chơi thì cho nó làm ăn luôn. BC ra một bài đánh trâu đến từ Hoàng Minh Nhi. Mà mình lại thấy rất là nhiều bên mình rồi. Cần phải có kết thúc sớm. Còn là có rất là ảo. Kết thúc cùng Hà Đồng cũng rất là ảo thôi. Mình cứ chơi vàng thôi. Vàng rất xấu. Cứ dân nào ngoài mình chơi vào đấy. Chỉ có 4 con cung A bên trong này. Thật quá nhiều cung A. Tôi lại chơi được 5 cung A tất cả. Cứ chơi mà dân vàng là thầu sẽ chết. Được. Và con Miwan mới đầu một con Summer đúng là cái cửa duy nhất là cửa đánh cung, đánh thẳng cung Nga. Còn ngoài ra thì nếu cửa đánh chém mà không lên sớm thì không có cửa gì cả. Đứng ngoài đốt nhà thôi. Cái là nốt 3 con voi này nữa. Cần hoàng rất khỏe. 2 bánh quả phụ và 1 đôi 3 con voi.
xuống đào vàng để nâng cái giáp 4 cũng như là nâng cái công 4 cũng như là nâng cái đầu máu sớm cho vào mày nhỉ. Dân mấy quả chơi đóng cái bên đường ăn ăn gỗ luôn hay là sẽ ăn hoàn thì bấy nhiêu. Ăn hoàn thì 3 vòi như vậy là cứ đóng bên đường để ăn gỗ. Đóng thầu đang cũng được khoảng tầm 10 đến 15 gì đấy. Không đáng sợ. Đi một vòng mà rỉa vào. À, sọc giấy thì cho đứng ở sau, còn đâu cung là cứ giết ăn hit and run vào bãi vàng. Cứ một hit là một con dân nằm xuống mình chạy. Cực kỳ khó chịu. Cứ cầm bãi vàng thôi, trong 12 giờ khả năng sẽ không có vàng. Nếu mà có vàng thì thầu sẽ không bao giờ ăn vàng này và thầu resize được thì không thể nào thở được. Với việc bãi vàng nó trồi ra ngoài. Và bóp từ từ chứ mà mình không bóp chết luôn. Và tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 3 này.